Chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Trần Anh Hiếu nha. Em Hiếu nhận được rất là nhiều câu hỏi của các bác là: Hiếu ơi, liệu bếp đốt dầu thải bằng thép lúc nhập khẩu Liên Xô tốt hơn hay bếp đốt dầu thải bằng gang tốt hơn? Theo anh thì anh thấy là rất là nhiều chỗ người ta bảo là bếp đốt dầu thải bằng gang tốt hơn, nhưng tại sao bếp đốt dầu thải bằng thép lại đắt hơn? Đấy, thì hôm nay em Hiếu sẽ có một clip để so sánh trực tiếp cho bác, và em Hiếu sẽ nói cái cảm nhận của em Hiếu, còn các bác xem và các bác sẽ cùng cảm nhận và các bác đưa ra ý kiến các bác nha. Bên tay phải của em Hiếu đây là bếp đốt dầu thải D32, cái loại này là bằng gang các bác nha, đây là bằng gang này. Bên tay trái của em Hiếu đây là bếp đốt dầu thải D35 là bằng thép đúc nhập khẩu của Liên Xô. Vậy hai cái loại bếp này nó có ưu nhược điểm gì, và các bác cùng xem và cùng với em Hiếu đánh giá xem nó sẽ cùng nhau như thế nào. Riêng hai loại bếp này em Hiếu làm cho các bác đều là bình dầu liền thân. Đây là bình chứa nhiên liệu, chứa dầu nhất thải hoặc là dầu ăn thải đã qua chiên rán chúng ta để ở đây. Đây, ở đây bác nhé. Các bác lại gần đây. Đây, bây giờ các bác cùng lại gần đây em Hiếu nha. Và cả hai chiếc bếp này của chúng ta nó đều dùng quạt như nhau, tức là đều dùng chung một loại quạt, đó chính là quạt 35W các bác nhé. Đấy là hai con bếp này của là như nhau. Và hai cái bếp này đều có bộ chuyển đổi lửa. Đây, có bộ chuyển đổi lửa các bác nhé, nhưng hình dạng của nó có thể khác nhau một chút. Hai cái bộ chuyển đổi lửa này nó đều có tác dụng. Thứ nhất của chúng ta đó chính là chuyển từ lửa to, từ chế độ nấu công nghiệp sang chế độ nấu gia đình. Thứ hai là dùng để diệt khói và diệt mùi, sẽ giúp cho lửa xanh hơn và cháy xịn hơn các bác nhé. Đấy, đấy là cái thứ hai là nó giống nhau. Đây, Cái thứ ba các bác có thể lại gần đây các bác xem. Đây, cái thứ ba chúng ta sẽ so sánh, đó chính là đây, cái thứ ba của chúng ta là chất liệu của cái bếp dầu thải D35 này của chúng ta làm bằng thép đúc nhập khẩu Liên Xô. Còn cái chất liệu của bếp D32 của chúng ta là vỏ của nó là vỏ bằng gang đúc các bác nhá. Vậy thì vỏ bằng gang và thép nào? Nếu mà theo như mọi người nhận định thì mọi người thường hay tin rằng cái vỏ bằng gang là của nó bền hơn. Còn thực tế của nó có bền hơn hay không thì chúng ta sẽ cần thời gian và kiểm chứng các bác nhá. Nhưng thằng gang này nó sẽ cứng hơn thằng thép một chút. Đây, thằng nếu mà xét về ấy thì thằng gang nó sẽ cứng hơn thằng thép về một chút. Nhưng thằng gang này hễ mà chúng ta cầm cái búa chúng ta đập vào đây một phát là nó sẽ bị vỡ, nó sẽ bị mẻ các bác nhá. Đây, cái nhược điểm của gang này như thế này. Đây các bác này, nhược điểm của gang này hễ mà chúng ta cầm chúng ta bị rơi hay bất kỳ một cái gì đó chúng ta đập vào đây là nó sẽ bị vỡ như thế này các bác nha. Đây, nó sẽ bị vỡ như này. Thằng gang này của nó rất cứng, nhưng khi nó là rất là giòn, rất là cứng nhưng rất là giòn, chúng ta chỉ đập nhẹ vào đây hoặc va chạm mạnh là nó sẽ vỡ. Đấy, yếu điểm của gang của nó là như vậy các bác nha. Còn vậy của thép thì sao? Vỏ thép lên thép thì đương nhiên là nó sẽ về độ cứng của nó sẽ thua thằng bằng gang một chút, nhưng bù lại của nó tại sao? Bù lại là các bác đập thoải mái, không vấn đề gì luôn. Ok chưa? Đây, kể cả bếp bằng gang của chúng ta hay bếp bằng thép của chúng ta đều rất chắc chắn các bác nha. Tại sao nó lại chắc chắn như vậy? Thì các bác có thể nhìn xuống bên dưới này cho em. Đây, coi nha, bếp bên em Hiếu làm cho bác hoàn toàn là bếp 4 chân. Đây các bác xem đi, bếp D35 của chúng ta là bếp 4 chân và hiện đang là chiếc bếp dầu thải to nhất bây giờ luôn, có đường kính to nhất bây giờ các bác nhá. Đây của nó là 35 này, 35 cạnh là 35, còn đường chéo này của nó là 54 các bác nhá. Đấy, đường chéo của nó là hơn 50 cơ. Bếp dầu thải D32, đây, bếp dầu thải D32 của chúng ta cũng có 4 chân nữa nhá. Riêng bên em Hiếu làm bếp cho các bác bao giờ cũng làm 4 chân, và 4 chân thì nó sẽ chắc chắn và cân bằng hơn 3 chân rất là nhiều. Đấy, và trong cái năm 2024 này thì tất cả bên em Hiếu đều làm cho các bác, đó chính là ống nhớt phi 21, ống nhớt loại to phi 21 và có cổ vịt để chống quái ngược. Còn tất cả những cái bên bếp rẻ tiền họ sẽ làm bằng cái ống là ống inox 10. Ống inox 10 nó bằng ngón tay út này, nhỏ hơn ngón tay út này, và họ làm thẳng lên trên này. Thì thứ nhất là sau một thời gian tầm dùng tầm độ 1 tháng bắt đầu nó sẽ tắt. Nó tắt là chúng ta không có cái nào chúng ta thông được. Thứ hai chính là khói nó sẽ bị nó thẳng từ đây lên đây, thì nó sẽ không có cái chỗ đọng nước đọng dầu đây, thì khói nó sẽ hắt ngược lên các bác nhé. Đấy là hai cái. Và còn một điểm khác biệt cuối cùng nữa là các bác có thể lại gần đây, các bác có thể lại gần đằng trong này. Các bác nhìn thẳng từ bên trên này, nhìn thẳng từ bên trên này, nhìn xuống nghe hiểu là đó chính là cái bếp D35 của chúng ta. Bếp D35 này nó có lòng đốt, tức là nó có cái này, nó có cái lòng đốt này, đường kính lòng đốt của chúng ta lớn hơn. Bên này là D30 đấy này, bên này là D32, là đường kính lòng đốt của chúng ta nhỏ hơn một chút. Nếu lòng đốt nhỏ hơn nó cũng giống như kiểu là xi lanh xe máy các bác nhá. Con này ví dụ con này lòng đốt của nó là 100 168 cc,
168cc, còn con này của nó là 140cc các nhé. Đấy, tức là lòng bước càng to thì công suất của nó càng mạnh các bác nhé. Ở đây em Hữu sẽ có một cái nồi to, sẽ có một cái nồi to 70 lít ở đây. Thì cái nồi 70 lít này của chúng ta đặt lên cái chiếc bếp này. Đây các bác có thể lại gần đây các bác xem. Chiếc nồi 70 lít của chúng ta đặt lên cái chiếc bếp D35 này. Cạnh của nó vẫn còn thừa đây các bác này. Đấy. Của nó còn, tức là cái con bếp D35 của chúng ta để được nồi to cực to luôn. Vậy thì chúng ta sẽ để lên con D32 này. Đây. Các bác nhìn thấy con D32 này của chúng ta, sau khi chúng ta đặt cái lồi này lên thì cái lồi này nó sẽ to chùm qua cái bếp các bác nhé, chùm qua cái bếp. Nhưng cái con bếp D35 này thì cái bếp nó to hơn cả cái lồi này. Đấy, nó to hơn cả cái lồi này luôn các bác nhé. Đấy, để cho các bác thấy được. Tức là cái con D35 này chúng ta là công suất của nó mạnh hơn, công suất của nó mạnh hơn tầm 20% so với cái con D32 này, và diện tích của nó thì to hơn rất là nhiều. Diện tích đặt nồi của nó thì nó đặt được nồi to hơn rất là nhiều so với cái con bếp D32 các bác nhé. Còn cả về nồi nhỏ thì chúng ta vẫn đặt bình thường. Đây, cho dù nồi to hay nồi nhỏ thì bếp nào của chúng ta cũng đun được cả nồi to, nồi nhỏ đây các bác nhé. Em Hữu đã đặt nồi nhỏ cho các bác đây rồi. Và bên này của chúng ta cũng đặt được nồi nhỏ bình thường. Đây, xét về nồi nhỏ thì nồi to hay nồi nhỏ chúng ta đều đặt được. Tức là hai cái con bếp này, đấy, các bác nhìn xem, nồi nhỏ thì ok như nhau, nhưng khi đặt nồi to lên thì bếp D35 của chúng ta nó sẽ đặt được nồi to hơn rất nhiều so với D32 các bác nhá. Đấy là điểm khác nhau tiếp theo của nó. Ok, còn điểm khác nhau tiếp theo nữa đó chính là sao? Bây giờ em Hữu sẽ đốt trực tiếp hai cái con bếp này lên để cho các bác cùng xem và cảm nhận xem là cái con bếp D35 và con bếp D32 của nó sẽ như thế nào các bác nhá. Đấy, còn một cái điều đặc biệt nữa là cả hai cái chiếc bếp này của chúng ta đều đốt nửa xanh, không khói và không có mùi. Bây giờ em Hữu sẽ đốt và nấu trực tiếp ở bên trong cái nhà này. Nhà của em Hữu cũng giống như nhà của bác thôi. Nhà này là nhà ở phố và là nhà ấm. Nó sẽ không giống như những chiếc bếp dầu thải vớ vẩn trên thị trường. Cái bếp này là bếp làm bằng công nghệ hóa khí và của kỹ sư Trần Thành Hữu thiết kế các bác nhá. Khác hoàn toàn những cái loại bếp nhái, bếp đẻo bên trên thị trường. Thế nên là các bác, bây giờ các bác cùng xem là cái kết quả của nó như thế nào. Bây giờ em Hữu sẽ bỏ vợ cái này vào bên trong để cho nó rộng các bác nhá. Rộng rồi sau đó em sẽ lấy cái này em sẽ đốt để cho các bác cùng xem luôn. Ok chưa? Đó, chúng ta sẽ dọn nó sang một bên để chúng ta sẽ lấy chỗ.